Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo. Ok, hôm nay bắt đầu mình sẽ chính thức gọi là cầm cái nick này đi Tống Kim. Wow, có lẽ là nên phải đi hiển thị giống nhau chứ có lẽ nó hơi lắc lắc các bạn. Mình sẽ chỉnh lại, hơi lắc lắc các bạn, phải điều chỉnh lại một tí. Wow, trà thiếu làm biến thái nó đi như đúng rồi. Ui, ấy đồng kinh điển thế. Điểm phụ chỉ định phải điều chỉnh lại cái cách chơi các bạn. Giang hồ đông quá mà. Chơi một bình lắc thử nào, rồi bắt đầu mình sẽ chỉnh máu. Ủa, từ từ anh em nha, điều chỉnh cái bơm máu. Ok. Wow. Trời má ơi. Quá vãi chưởng. Thiếu là biến thái này, biến thái này. Trời đá ơi. Ơi trời ơi, nó chơi phi tốc lệnh bài kinh điển. Cái số 1, cái chữ 5 của mình nó che mất cái số rồi. Đây. Ok. Không biết sao nãy nó bị tụt mất máy bình. Trời, chạy vòng lên khác thôi các bạn. Đi đường vòng là đi đường vòng. Em chào nhà, em chào ba mẹ. Cô khen em vì em rất ngoan. Mẹ âu im. Ê, bậy ơi. Có khinh công ta, chưa học khinh công luôn. Vãi chưởng. Vãi chưởng. Lên đây các bạn ơi, lên đây. Quay nga miết gì cũng chết hết đấy. Quay ôi trời ơi, auto bơm không được, auto bơm thế này hỏng rồi. Quá hỏng các bạn ơi. Không nơi nào các bạn của mình ơi. Đúng rồi. Nguyễn Chiến Chí chiếu. Lóc nó ship. Thằng quỷ con lon nó ship. Không có khinh công, là phải gồng máu thôi các bạn. Có khinh công nhảy qua nhảy lại là rất là đỡ. Mà không có hình công là bó tay rồi. Võ đàn. Ui, nó bạc bẫy quá trời. Ui trời má ơi. Phải lúa. Bơm máu auto thì nó bơm loạn quá. Bơm tay thôi các bạn. Ra lại thôi. Ngứa đá vờ lờ ngứa câu lông võ đàng đặt bẫy à, má nó đặt bẫy kìa. Đấy mình đi mình lách này đó, không có thành công đó, đó thiếu lầm. Ôi trúng bẫy rồi, một lùi luôn, quá đau buồn. Trở lại thôi anh em ơi. Trời ơi, để không thiếu lâm này ông làm loạn. Biến thái làm loạn hả mày? Làm loạn. Linh nhị thằng nào gồng nhiều hơn. Ê ngâm ấy, ôi trời ơi má ơi, không có khăn băng. Wow trời má ơi, nó xả đúng một skill một quéo luôn, phải kỳ hệ. Sức mạnh của kỳ hệ đấy các bạn. Quay sao con Ami nó chưa đi ta? Ở giữa đài bị mấy ông bị ép vãi chưởng rồi. Thả này ta, thả năm độc này. Thằng nào đứng gần đây nữa? Bố khỉ. Xong lên nào các bạn của tôi ơi. Xong đây nào. Bây giờ chơi vui thôi các bạn, không có cậy tốt nữa. Cứ tần tà mà chơi thôi. Cậy tốt mệt quá. Ơi. Lát vậy lúa. Trời má ơi. À gì mình thấy cái gì đó sai rồi. Ơi Nga Mi kìa, nó ác thật sự luôn ấy, thiếu làm biến thái rồi, gặp con Nga Mi, con quỷ Nga Mi đó nữa. Đi cái đường nào chơi hệ hỏa cực khổ vậy ta, đi cái đường nào cũng gặp mấy cái thánh đó không à, làm sao có đất sống cho mình đây. Lấy nào các bạn. Ui. Ủa sao pha đó hồi nãy bị chết ta? Vô lý nhỉ? Kiếm sợi chuyền kháng cao tí. Yếu quá. Đi chuyền Kim Phong. Kháng nó cực kỳ yếu các bạn. Đi lấy mấy ông nấp khang ở phía sau. Trời má ơi, mấy ông cứ đứng nấp túc ở phía sau thì đánh cái giống gì. Lên xã rồi mới ra mạng chứ. Ôi má ơi, nó đường môn đặc bẫy quá trời. Ôi bị dính hiệu ứng, bị dính đường môn đặc bẫy các bạn thấy không, hiệu ứng rõ ràng mà mình bị dính hiệu ứng nghĩa là mình thua nó rồi. Rồi ra thôi. Ra thôi nào các bạn ơi. Đi lên mấy ông nấp quá đi. Rồi đấy. Trời ơi cái bàn mana nó trâu vãi chữ, anh em thấy không? Làm chậm hiệu ứng, làm chậm ổn là nó kháng hiệu ứng cực kỳ. Trời má ơi đồng quá. Ủa mình nhớ là mình bơm có vài bình máu mà sao máu nó tụt nhanh dữ vậy ta? Ui nó ship để nó lái slow. Ship này. Mấy lão ship. À nó ship. Chơi mà sử dụng cái này các bạn, sử dụng điện thoại nó tiện hơn. Bởi vì ship chúng ta di chuyển cái chuột điện thoại nó dễ hơn. Chơi máy tính ship nó không nó được thuận lắm. Chỗ này bị ép phải trưởng thế. Không trồi lên được à. Mấy ông xong lên chứ mấy ông cứ xả để cho nó đặt bom cả nùi như thế sao đánh. Trời đó tôi nói đâu có sai. Đặt bom cả nùi như thế sao đánh. Bay này hồi nãy mới đẩy ra bây giờ bị đẩy vô lại rồi này. Vãi lúa. Tụi nó đứng sau tụi nó đặt bẫy cho phải nè. Ui trời ơi. Đặt lên xả vào. Sợ gì tụi nó. Đúng rồi xả vào đấy. Thấy tụi lên không. Đấy. Sợ gì tụi nó. Thiếu lầm biến thái biến thiết giết hết. Má ơi nó biến thái thật sự kìa các bạn. Giết nó không mà chịu không nổi với đời. Phản đam chiếc quêu luôn. Trời má. Con thiếu lâm kinh thật. Anh em thấy nó gồng không. Mình thật xả đam càng mạnh là mình càng nhanh chết. Đấy đấy tôi bắt tử 5 giây này. Tôi bắt tử 5 giây tôi ra tôi xả cho anh em thấy này đấy. Chết thôi. Xả ra đấy đấy. Trời ơi. Ship gì mà ship này. À, slow kinh điển thật. Ship này. Ê Nga Mi kìa, ông nào lượm Nga Mi giùm tôi cái. À thiệt. Thấy Nga Mi là thấy mệt mỏi rồi. Thiếu. Đời má ơi nó phản đam kìa. Ôi trời anh em thấy nó phản đam không. Kinh hồn luôn. Chắc thương mạnh quá. Xả nó mình cũng éo theo luôn. Ấy. Ui trời ơi chưa kịp làm gì. Đã được vài bình. Rồi đi đường này. Cho đường nào mà đi đường đó thôi. Anh em bên mình không thấy thiếu lâm hay sao ấy. Đấy slow cực kỳ khó chịu luôn. Đấy tôi tanh như thế rồi mấy ông còn đánh không được thì thôi nghỉ khỏe. Đường môn bảo vũ đường môn chí phèo. Uầy. Má ơi vãi lên tinh hồn. Bị ép quá. Ra lại thôi các bạn. Bên đó thiếu lâm nhiều kinh luôn ấy. Anh em thấy thiếu lâm phản đam không? Trời ơi nó phản đam kìa. Thiếu lâm rồi gặp Nga Mi đấy chứ. À, nguyên một cái team bị khống chế cực kỳ luôn. Đó là cực kỳ bị khống chế luôn. Mua 5 bình phi tóc mới dùng được 2 bình. Trời trời trời, bất tử nam giải ơi, bất tử nam giải ơi. Ơi ơi. Ơi 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 ơi. Xã này, ship này. Ship xong chưa? Ship xong chưa mấy bạn? Ship xong chưa mấy bạn? Ship xong chưa mấy bạn? Ship xong chưa? Đến phiên tôi. Ship xong chưa? À, thì làm biến thái kìa. Thì làm biến thái kìa. Ôi, bãi bãi biến thái. Biến thái mà. Ôi trời ơi, bảy. Ai chà, căng vãi trưởng. Căng rồi, căng rồi. Bên mình sao chẳng có ông Thiếu Lâm nào hết. Ngami thì có, nhưng mà ít. Thiếu Lâm biến thái không có, bên kia Thiếu Lâm quá trời. À, có Thiếu Lâm này, cũng có được một vài ông này. Ôi trời ơi, phản đam kìa. Anh em thấy nó phản đam không? Ui trời ơi, nó phản đam. Ui trời đất ơi. Phản đam mà bơm máu không lây luôn ấy. Kinh thật. Trời đất ơi, Thiếu Lâm phản đam có cực kỳ khó chịu. Ơi trà ơi, nó đứng cái góc nó thả mình không thấy, hình như nó bị lát hay sao ấy. Ok, 34 game. Nãy giờ không dùng phi tóc các bạn. Thì thấy cái thế tìm đẩy nó không được. À, ví dụ mình thấy thế tìm như thế này được này, dùng bình cho vui. Ê, bảy rồi. Trời ơi, nó đặt bảy kìa. Anh em thấy không? Trời ơi, nó đặt bảy kinh điển luôn. Nó ép pha mà xong rồi nó đặt bảy. Ê, dầm bảy ngu như bò. Vãi lụa. Ừ thì ông không ra thì ông cũng nằm nấp ở trong này. Nó đặt bảy kiểu đó thì thôi chứ. Trời đó, anh em có thấy con Thiếu Lâm nó chạy không? Nó chạy như điên. Nó chạy giống như đi chợ. Ôi trời đất ơi. Bị ép toàn tập luôn, không thể thể hiện được. Không thể thể hiện được các bạn. Không thể thể hiện được ấy, bị ép toàn tập phế đăng luôn. Tinh. Trời ơi, nó phản đam cực tởm. Ui xa. Kinh quá, kinh quá. Quá kinh các bạn ơi. Rồi, đào chui ra lại. Lại tiếp tục cuộc hành trình. Thôi bình phi tóc dùng đỡ đi. Lỡ mua rồi, ráng dùng thôi. Ơi Thiếu Lâm nó biến thái, nó phản đàm cực kỳ. Chết. Bại ơi. Ôi. Ui. Anh em thấy không? Ấy, dùng phi tóc mà thấy sơ, dùng phi tóc lệnh bài thả. Mấy ông đi Tống Kim, mấy ông đại gia toàn dùng phi tóc lệnh bài. Thả là nói thật các bạn là phải nói là chết như rạ luôn. Kinh điển luôn. Chỉ là mới dùng phi tóc sơ đấy. Ui, sao lại mất máu vậy ta? ấy, anh em thấy không đó, sức mạnh khi dùng một bình phi tốc. Còn nếu mà dùng lại bài thì khỏi nói luôn. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Hết máu luôn rồi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Đẩy cả gùi ra luôn, đẩy hết. Ai, phản đàm, thiếu lâm phản đàm. Trời ơi, hết máu luôn. Thiếu lập thiếu huyền võ đàm, võ cồn lồn, cồn lồn. Bình máu vãi trưởng thật các bạn. Mana thì có mấy bình dùng hoài không mấy. Mà máu thì vãi trưởng. Đấy, BCV Tương Dương thấy Tống Kim đánh cũng vui phết đấy chứ. Cái điều là phe hiện tại đang bị thọt quá. Ê. Nga Mi nữa kìa ơi, Nga Mi kìa ơi. Trời ơi, số nó xui vãi chưởng. Đi ra gặp ông Nga Mi. Chị thế anh hai, chị thế anh hai. Trời 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 trời. Trời 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 trời. Trời trời, núp 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 ấy, đứng đây núp thôi. Còn có lũ đặt bom đó nữa. Còn cái ông khứa đặt bom. Đấy, đấy, ông khứa đặt bom. Ông khứa đặt bom, ông khứa đặt bom, ông khứa đặt bom. Ui, dính bom kìa. Nó hiệu ứng khó chịu cực kỳ luôn. Hầu như không thể thi triển, không thể đánh được luôn các bạn. Phải trưởng. Rồi một ông quéo. Một ông quéo, một ông quéo, một ông quéo. Ui. Mới vừa hạ gục một ông quéo luôn. Ủa. À. Ở nhiều bình máu, bớt bớt ra. Rồi đi xuống hướng dưới này đi. Hết rồi, 5 bình phi tóc hết trơn luôn rồi. Đồng quá. Anh em thấy không, một team Tống Kim mà nó có thiếu làm biến thái, nó cực kỳ lợi hại luôn. À, như điên luôn á. Nó xong lây là anh em thả là anh em chết như rạ. Ông nào đứng đây, ông nào đứng đây, ông nào đứng đây. Đứng thả lấy này, giết được ổng. Ông cũng giết được mình luôn. Lữ, đường môn lữ bố này. Đó, thiếu lâm kìa, bật mắt, sinh khí vào, xong 37. Ấy, trời ơi. Xong 37 bơm máu. Trời má, anh em thấy 7 không? Phải trưởng luôn. Xong đây nào các bạn ơi. Xong đây nào, xong đây nào, xong đây nào. Ủa sao máu bị chim mà nó giật dữ ta. Ơi 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 ấy 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 ấy. Quỳnh Quỳnh đại ca, Quỳnh 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 đại ca. Xã ơi, lờ. Kinh điển qua, mấy anh kinh quá. Phải nói là vãi linh hồn. Đúng không các bạn? Để mình coi thử Tống Kim như thế nào rồi. Trời ơi, Tống nó đứng hết trơn. Kim có được vài móng. Tống nó giặt không còn một mạng luôn. Nó là lột quần luôn ấy. Ê, chà. Cái này phải học khinh công thôi nè. Không học khinh công thiệt thòi quá. Học khinh công những đa pha đó mình còn nhảy được. Mình còn nhảy ra, khi nhảy ra thì nó không bị dính đam. Ui ngà mì ôi dạ. Phó tướng Diệp Thằng, dép thằng ngũ độc đứng mà gồng này mấy cha. Rồi ra tiếp tục nào các bạn. Trận Tống Kim quẩy cực kỳ xứng đáng luôn. Chơi thế này vui. Như thế thôi các bạn, chứ còn không tính toán gì nhiều. À, chơi như thế này vui rồi. Chứ không thua gì. Ai quậy. Ui, sao chết vậy ta? Ô mình chết, mình không biết vì sao mình chết luôn kìa. Kinh thật sự luôn. Không biết vì sao chết luôn. Rồi, tôi đây anh em, tôi đã quay trở lại đây và lợi hại gặp đôi. Không biết có lợi hại không. Đi vào đây làm gì mấy bố? Bố đi làm đây làm gì thế? Trời đụ. Vào đây làm gì thế? À, vào định giết mấy đứa clone đứng phía trong mà. Ai cho mà giết. Đấy anh em thấy không? Khinh công nó lợi hại chỗ đó đó các bạn. Chỉ là khinh công hợp lý là đảm bảo là nó sẽ rất là đỡ chết. Rồi bãi rồi. Quéo luôn. Rồi, kết thúc Tống Kim các bạn ơi. Còn một phút hơn nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc một trận Tống Kim. Ai bại rồi, một pha đi ra hơi bị liều lĩnh. Xong ra giết nó luôn, sợ gì mấy thằng này. Xong ra giết hết. Ui giời ơi. Thì cùng lắm là chết. Đúng không anh em? Đấy, không vấn đề gì quan trọng cả. Rồi mua máu. Đấy. 30 máy dai kệ. Cũng xong ra cảm tử phát cho vui. Không đi phía giữa nè. Bị ép cực kỳ luôn. Thiếu làm trời ơi nó phản đam kìa anh em. Nó phản đam. Thằng à, Nga Mỹ. Âu trời ơi. À, anh em xem mình tôi chạy qua bãi này nói. Đấy tôi chạy. Ồ vài lúa. Không thể chạy qua bãi các bạn. Nó kinh quá, bãi nó kinh quá. Nó đặt kiểu mà nó đặt ngợp trời luôn. Rồi uống mana, uống tiền nào, uống. Ây da. Rồi, đã kết thúc các bạn, phe thua. Ơi, Tống giành được thắng lợi. Trời ơi. Phải thế thôi chứ bây giờ thắng chứ được các bạn. Đấy, một trận Tống Kim đã kết thúc. Đây, đã cố gắng hết mình rồi này. Bây giờ sẽ sắm một set ăn ban nữa, quả mai mới cải thiện được thôi. Còn thiên nhãn mặc như thế này chủ yếu là hiệu ứng cho nó mạnh. Ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cũng như theo dõi clip của mình. Xin chào anh em nha.